Chỉ có những thử thách khắc nghiệt mới thúc đẩy được sự phát triển ngoạn mục. Không có dự án nào quá khó cả, chỉ cần chúng ta đừng làm nữa là xong. Phi vượt bạch tỷ đã trở lại. Ngày hôm nay các nhà đầu tư sẽ chinh phục các VIP bằng những dự án đột phá ý tưởng nhưng không có tiền làm. Hãy cùng đón xem các dự án hôm nay sẽ nổi lên bền hay chìm liễm xuống đại dương mênh mông nhé. Trong thời đại công nghệ, chúng tôi luôn tìm những hướng đi mới và dẫn đầu trong các ứng dụng mang tính cộng đồng, kết nối con người bằng số hóa như 419, 420. Đối với tôi, con người thì nên biết lẽ phải hay quẹt phải nhiều hơn. Đây là âm nhạc của tôi. Tôi muốn tìm những bạn trẻ tài năng, đam mê, hết mình cùng với những ý tưởng lạ, đặc biệt là trong âm nhạc. Tôi sẽ mạnh tay đầu tư cho những ai có thể truyền cho tôi cảm hứng trẻ trung, vui vẻ. Đây là âm nhạc của tôi. Hoa rơi cửa Phật, vạn sự tùy duyên. Là một người đặt tư duy của phụ nữ làm chủ cuộc sống, tôi luôn đầu tư một cách công bằng. Ngày hôm nay anh xin phép được đầu tư 2 tiếng từ 7 giờ đến 9 giờ để qua nhà Khánh Lai Trang. Nói cho em biết số tiền anh dành cho 2 tiếng đó là bao nhiêu? Dạ thưa vợ, số tiền cần đầu tư là 100k, trong đó có 10k giữ xe, 50k đổ xăng, 20k mua kẹo tặng nó, xin nhận hết, phải tặng chứ. Trong đó còn 20k dặn túi, xin hết. 20k là quá nhiều để phòng túi. Bên bánh xe chỉ cần 10k được 2 bánh, 10k còn lại vô nghĩa. Cơ hội cuối, anh nói cho tôi biết, anh lấy cảm hứng từ đâu để đầu tư dự án 2 tiếng này? Ngày này năm xưa nhất anh, sinh nhật có năm ngoái anh không tâm dự được. Điều này làm anh rất buồn. Nên anh muốn thực hiện cái điều đó cho nó ngày hôm nay đó vợ. Câu chuyện này đã chạm đến trái tim của em. Giờ em quyết định. Cảm ơn em. Em không đầu tư, bước vào được chết. Tao cũng lay dây luôn á. Mày lay đi không? They're self-made millionaire and billionaire investors. Xin chào các Fish, hôm nay em đến đây để giới thiệu cho các Fish về dự án khẩu trang Save Your Life của em. Và em muốn được đầu tư 100 triệu cho 100% cổ phần. Cái khẩu trang này có gì đặc biệt mà chúng tôi phải đầu tư 100%? Dạ thì cái khẩu trang này nó sẽ cứu sống anh như cái cách nó đã từng cứu sống em. Dạ thưa Fish, hôm bữa khi em đi dạo với con ghế của em thì nhờ cái khẩu trang này mà em đã thoát được bàn tay tử thần của người vợ của em. Tôi từ chối đầu tư dự án này. Tôi cũng từ chối. Đáng lẽ là tôi đầu tư cho em rồi mà lên em nói gì vợ tôi biết hết làm sao. Em cảm ơn các Fish. Xin chào Cactus, ngày hôm nay em đến đây với dự án là chiếc đĩa phát sáng. Nó sẽ phát sáng khi Cactus ăn đêm, rất là tiện lợi phải không ạ? Ủa nhưng mà em có thể bật đèn lên và ăn bình thường mà. Dạ cũng đúng á. Vậy với dự án này thì em cần đầu tư bao nhiêu? Dạ, em xin 50k để bắt xe về lại. Anh còn có 2.000 xin lỗi anh xài thẻ. Bo luôn, 5.000. Anh ủng hộ em 1.000. Em nói cái đồng hồ này nó sẽ hỏi những câu hỏi cần thiết để giúp con người cẩn thận hơn. Vậy ví dụ là những câu gì? Ví dụ khi mà các Fish ra khỏi nhà, đồng hồ sẽ báo lên là các Fish đã đóng cửa chưa, chìa khóa để đâu. Các Fish sẽ không bao giờ quên những điều nhỏ nhặt như vậy hết. Ồ, cũng hay á. Đưa thử coi. Wow. Rồi. Quên xóa tin nhắn gái kìa. Thôi không đầu tư nha. Có máy chạy bằng cơm bên kia rồi. Dạ vậy anh trả em để em đi giờ. À, em ơi. Nantimoto kamacham unte. Dạ chào các Fish. Em là Lân, em là founder của công ty ACM, cũng là người sáng lập ra dự án này. Đây là cái máy test độ hài nhạc của từng người qua cảm biến vân tay.
cái máy của em đo được độ mặn nhạt của mỗi người luôn hả? Dạ. Em lấy cái tiêu chuẩn gì để em đo? Chỉ cần các fish đặt tay vào đây và nói chuyện với nó sẽ phát ra tín hiệu. Wow, that was really cool. Đây, chúng ta có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Màu xanh là các fish mặn mà thầm thì. Còn màu đỏ là các fish thầm thì thôi, chứ nói lớn người ta chửi nhạt đó. Cho anh hỏi là em đã nghiên cứu nó bao lâu và vốn đầu tư nó là bao nhiêu? Anh thấy khá hứng thú với cái dự án này rồi đó. Dạ, em đã nghiên cứu nó từ khi em học xong đại học và đến giờ đã được 5 năm. Đây là dự án đầu tiên, cũng là dự án cuối cùng của em. Nếu như ngày hôm nay em thất bại, em sẽ từ bỏ tất cả. Quá táo bạo. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Tôi rất là thích cái tinh thần ngáo đá của em. Nhưng mà tôi có thể thử trước khi tôi quyết định đầu tư không? Dạ, xin mời các fit lên thử à. Các vị đặt tay ở đây nha. Gọi em là bà. Bởi vì bà ơi, cháu yêu bà lắm. Hay hay hay. Cái gì vậy trời? Sếp tốn mặn quá à. Dạ mời Phít Huyền lên à. Để tôi. Người phụ nữ chỉ im lặng khi họ không nói gì. Phít Huyền thì lúc nào cũng mặn à. Dạ. Không, vậy là mình mặn hay mình nhạt ta? Dạ mặn chứ à. Ủa cái máy này test có thiệt không vậy? Nãy giờ nhẹt nhẽo gì cũng báo xanh được nữa. Lừa đảo chế với tôi nha, để tôi coi. Hôm qua vợ tôi vừa mới thấy quỷ đen của tôi. Bít lân cũng mặn quá. Cái gì vậy? Cái máy này nó làm sao? Máy kỳ vậy? Rồi cuối cùng nó đo gì vậy? À dạ, thực ra thì chả có ai nhạt hết. Ai cũng có một cái độ hài hước riêng của mình. Chỉ là mọi người chưa tìm được cái cộng đồng nó phù hợp với mình thôi à. Mọi người nên tự tin vào bản thân mình hơn. Ủa mà nút đỏ khi nào nó mới đỏ? Dạ bây giờ nè. Ủa? Thằng nãy đâu rồi? Nó đâu rồi? Ai biết? Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị rút hết tiền do cung cấp dấu vân tay cho chúng tôi. Tôi kiện cá chọn canh. Mấy người startup chân chính thì không đầu tư cho cái gì đâu không à. Làm như mày không từ chối. Thì tôi cũng... Ông Lâm, gọi điện thoại cho mấy đứa hồi nãy đi. Tôi muốn sửa chữa nỗi lòng của chúng ta. Alo, em à. Dạ em cảm ơn Catfish. Sau một biến cố thì chúng tôi mới nhận ra là bất kỳ ai chỉ cần cái dự án đó chân chính là chúng tôi sẽ đầu tư. Hãy tận dụng cơ hội này nhé các bạn trẻ. Dễ số hả? Có gì đâu khó hiểu tụi em. Tụi em tập làm giàu trong tư tưởng đi. Phải tự tạo cơ hội cho mình. Cách chơi đơn giản lắm. Dễ mua dễ chơi. Có thể mua tại các điểm bán. Mà bận quá có thể mua trên Vietlott SMS. Cơ hội trúng tới 30 tỷ đầu tư tới đâu luôn. Em tưởng là mấy fish lấy tiền túi ra để đầu tư cho tụi em chứ. Đừng nói chuyện quá khứ nữa. Giờ tôi cũng như mấy em rồi. Có cơ hội mới. Làm lại từ đầu. Tôi cũng có nè. Tương tự như vậy, trên ứng dụng Vietlott SMS, bạn cũng có thể dễ dàng chọn hai bộ số hoặc nhấn vào nút thần tài chọn để máy chọn số. Bạn có thể chọn mệnh giá vé 10, 20, 30, 50, 100 nghìn. Nếu bạn muốn chọn mức dự thưởng khác, vui lòng nhấn vào nút khác để chọn mệnh giá vé phù hợp. Bạn xác nhận bộ số dự thưởng, chọn phương thức thanh toán và gửi SMS đến đầu số 9969. Tổng đài sẽ gửi tin nhắn xác nhận bộ số dự thưởng. Nhớ mua Vietlott Max 3D Pro nha mọi người. Và pro mình chịu quên hết đời. Không còn buồn mình vui như tới thời. Không cần đợi chờ vũ. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.